các bạn làm YouTube thì bây giờ có rất là nhiều người làm YouTube, từ người già người trẻ cho tới những kênh YouTube của mấy mấy bé nhỏ nhỏ, là có rất nhiều người làm. Có người người ta làm về game, có người người ta làm về ẩm thực, về đời sống, về cái du lịch, là vân vân, nhiều cái lĩnh vực để cho mình làm YouTube lắm. Nhưng mà để mà làm thế thì bắt buộc mình phải có thiết bị quay. Có người người ta quay bằng điện thoại, có người người ta quay bằng cái máy quay chuyên dụng, có người người ta quay bằng những con action cam mà thông thường là mình thấy, các bạn thấy mình ta hay đội trên nón. Thì cái riêng về cái ông action cam này, nó sẽ có hai cái nhóm người. Một nhóm người ta sử dụng những cái camera của GoPro. Cái GoPro là một cái thương hiệu Mỹ về sản xuất camera hành trình là số 1 rồi. Thì không phải ai cũng có tiền mua, cũng có tiền mà mới để mua GoPro hết. Còn nếu như mà tiền ít mà muốn xài GoPro là phải xài những cái model cũ. Giống như là ở hiện tại thì cái chuộng nhất là GoPro Hero 9. Nhưng mà nếu như mà một số bạn người ta muốn xài GoPro đi, mà ta không có tiền, mà ta phải mua GoPro Hero 5, Hero 6, Hero 7, ta mua lại những cái con cũ. Còn một số bạn người ta lại nghi ngại về cái vấn đề camera hành trình, mà mua lại đồ cũ á, nhưng mà cái giá tiền họ muốn cái cam mới, thì bắt tiền ít mà muốn camera hành trình, mà gọi là đồ mới á, thì người ta sẽ sử dụng những cái chiếc camera hành trình của Trung Quốc. Camera hành trình của Trung Quốc thì nhiều loại lắm, nhưng mình đây mình đang sử dụng con của GitUp nè. GitUp thì GitUp XCam, XC, XC1 Plus, XC2. Thì ngày hôm nay cái video này là mình sẽ ngồi ngồi đây và mình phân tích cho các bạn biết là cái camera hành trình Trung Quốc nó có những cái ưu điểm và nhược điểm gì mà so với thằng GoPro. Cái camera hành trình về các thương hiệu của Trung Quốc thì các bạn chỉ cần bỏ ra từ 2 triệu cho tới 3 triệu, hoặc nhích hơn 3 triệu một chút, hoặc là các bạn đã có được một cái chiếc camera hành trình quay tạm ổn, có chống rung, và một số là nó có quay cả 4K nữa. Còn nếu muốn cao cấp hơn là SD Cam G10 Pro đó, thằng đó thì giá nó tầm khoảng 4 triệu, 4 triệu hơn đó, là nó có quay 4K chống rung luôn các bạn nha. Thì về cái ưu điểm là chất lượng của những chiếc camera hành trình Trung Quốc á, chỉ chất lượng tạm ổn, từ 2 triệu cho tới 4 triệu là các bạn đã có được chiếc camera hành trình quay ổn, có chống rung, và nó là một chiếc camera hành trình mới. Thì nói chung là đồ Trung Quốc giá rẻ và quay thì cũng ok đó, nhưng mà nó sẽ có những cái nhược điểm như thế này nè. Cái thằng GoPro á, nó hư cái gì á thì các bạn đều có thể sửa 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 chữa, và sửa chữa nó rất dễ dàng, tại vì GoPro nó đại trà rồi. Giống như xe Honda đi, hư cái gì sửa đó, là nó có đầy đủ linh kiện để sửa. Nói chung là GoPro hư đồ rất dễ dễ sửa, và đồ của GoPro thì cũng khó khó mà hư lắm, nhưng mà hư là sửa được. Còn những cái camera hành trình Trung Quốc nè, nó sẽ rất là dễ, nếu như mình xài mình không để ý một số chi tiết, nó sẽ rất là dễ bị hỏng. Mà hỏng rồi là quăng cái camera luôn chứ không sửa được nha các bạn, hỏng rồi là bỏ luôn chứ không sửa được. Cái thứ nhất, những cái điểm nhược điểm trên cái camera hành trình Trung Quốc nè, là con ở đây mình thí dụ cho các bạn con GitUp nè. Con này mới là tầm khoảng bây giờ là 2 triệu 7, mua phụ kiện đầy kia đầy đủ hết là nó tầm khoảng 3 triệu mốt nè. Một cái nhược điểm thứ nhất, cái màn hình này nè, cái màn hình này mà bị hư đó, mà bán nó sẽ không, nó chỉ bảo hành cái main máy thôi chứ nó không bảo hành màn hình bị hỏng là bỏ camera luôn, bỏ cái camera này mua cái camera mới chứ không có thay màn hình được. Thằng GoPro thì thay được nha, còn camera hình, tất cả các camera hành trình Trung Quốc luôn là không thay được màn hình. Cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là con mắt nè,
con mắt này là bị bể rồi, là cũng mua cam mới luôn chứ không thay, không sửa chữa được. Vô rồi thì thay thế sửa chữa được, nhưng camera hành trình Trung Quốc hay hư rồi là bỏ luôn, không sửa chữa được. Cái nữa nè, cái nữa là liên quan tới pin. Các bạn nhìn thấy ở bên trong này, cái camera hành trình này thì nó thường có một cái chấu pin màu vàng vàng nè, vàng trong đây nè, các bạn thấy không? Cái chấu pin của camera hành trình Trung Quốc này nó của những chiếc camera hành trình Trung Quốc nó rất là dễ gãy các bạn nha. Các bạn mà để, không biết mình để như thế này các bạn nhìn thấy rõ đó, màu vàng vàng nè. Các bạn mà để cục pin vào mà nó không ngay khớp, mà lỡ mai mà gãy đi, nó bị gãy cái chấu pin này là cũng không sửa được luôn nha các bạn nha, là cũng bỏ mua cam mới luôn. Với lại cái chiếc cam, những chiếc camera hành trình đây đây, mình để, mình mỗi lần mà để cục pin vô mình để cũng phải rất là cẩn thận, nó mà gãy cái chấu pin này là mua cam mới luôn. Các bạn thấy ba lỗi rồi ha. Với lại là một cái thằng GitHub này thì nó bền, nó trâu bò mình không nói, nhưng một số cái camera hành 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 trình giá rẻ mà đơn cử ở đây là thằng Eken á, thằng camera hành trình Eken á, nó có bị một cái lỗi như thế này nè, là sạc pin nè. Sạc pin này nhiều khi đang sạc pin rồi tự tự động cái camera nó lăn đùng ra ăn chết hư men. Thì cái nếu như còn thời gian bảo hành á, thì cái đơn vị bán á, là nó sẽ, người ta sẽ đổi cho bạn camera mới, còn nó hết thời gian bảo hành rồi là coi như mua cam mới luôn các bạn nha. Tức là cam, cái action cam camera quay phim hành trình Trung Quốc á, nó hư là không có sửa, hư là dục luôn, mua camera mới. Như nãy mình nói với các bạn là bốn cái đó. Cái thứ nhất là màn hình cảm ứng rất là dễ bị hư, hư mua cam mới. Cái con mắt quay này bể, mua cam mới. Cái chấu pin đó, cái chấu pin trong bên trong á gãy, mua cam mới. Và cái thứ tư là một số camera hành trình á đang sạc pin á, đang sạc pin bằng trực tiếp bằng cái cổng sạc này nè, tự nhiên camera lăn đùng ra chết chết men, không hiểu lý do tại sao. Là bốn cái cơ bản. Cái thứ năm mà là điểm yếu cố hữu luôn, là những cái chiếc camera hành trình Trung Quốc này nè, thường nó sẽ kén phụ kiện lắm. Mà kén ở đây là kén gì? Kén là kén micro nè, cái micro rời để các bạn thu âm á, này cổng mic, kén micro và kén phụ kiện. Và cái thứ ba nữa là cái nữa là cái thẻ nhớ đó. Không phải là cái thẻ nhớ nào đút vô nó cũng nhận đâu các bạn. Nhiều khi đút cái thẻ nhớ vô nó vẫn nhận vậy đó, nhưng bấm quay lắc hồi nó không quay, nó không lưu vô trong cái thẻ nhớ đó. Còn GoRAW là thẻ nào vô, nói chung là GoRAW thì về thẻ nhớ GoRAW nó không kén, nhưng mà để quay một cái camera, để quay được một cái phim đẹp á, thì các bạn nên sử dụng một cái thẻ thẻ nhớ tốt, có tốc độ đọc bi là khoảng 100 Mbps trên giây, thì ra cái video clip của các bạn nó mới đẹp, nó mới ok được. Nhưng mà bạn nào mà biết ý mà sử dụng đối với những cái chiếc camera hành trình Trung Quốc, thì các bạn xài các bạn phải lưu ý về những cái vấn đề đó. Tóm tắt lại thì mình nói sơ sơ với các về mình chia sẻ với các bạn là những cái nhược điểm của camera hành trình Trung Quốc. Để một số bạn ta nói, ủa tại sao cái chức năng nó cũng như nhau mà cái của Fujicam nó giá nó rẻ hơn GoPro, giá mắc quá. Không phải đâu các bạn, thật sự ra đồ GoPro xài rất là bền, và chất lượng của GoPro là tuyệt vời hơn những camera hành trình Trung Quốc giống như Fujicam rất là nhiều. Và hư thì người ta có thể sửa chữa được, mà các bạn xài cũng 3 4 năm rồi nó mới hư, chứ không phải là hết thời gian bảo hành là nó hư liền như mấy Trung Quốc này đâu.
và hư là người ta sửa chữa, cái chiếc camera ra hành trình Trung Quốc nha. Bạn mình nó đang xài của Eken, đang xài bị lăn đùng chết men, rồi bể rồi, nói chung là đem sửa. Các bạn gặp cái người sửa camera hành trình, sửa ba cái đồ điện tử này, cái người ta có tâm đi, người ta nói ở đây anh không sửa được cái món đồ này, còn một số thằng nó đâu có tâm, nó lấy chiếc camera của bạn ra nó làm chuột bạch luôn, nó tháo bạch ra xong mốt ra nó nói nó sửa không được. Nếu như mà nói mà không phải camera hành trình Trung Quốc nữa, nó cũng dở, thằng GitHub này trâu bò, nó trâu bò đó. Nhưng mà các bạn xài các bạn phải biết ý, bạn đừng có vướng phải những cái lỗi đó. Đẩy cục pin vô thì nó đẩy ngay khớp thì nó không gãy, cái màn hình cảm ứng này xài cẩn thận thì nó cũng không hư. Cái này thì đừng làm rớt thôi, đừng làm rớt làm bể thì nó cũng không không bể được. Thì mình nói sơ sơ với các bạn để cái video này không phải là chê mấy camera hành trình Trung Quốc, mà nói để cho các bạn rút kinh nghiệm, các bạn nhìn vô các bạn biết à, để không phải gặp những cái vấn đề đó. Hãy gặp là bỏ cam chứ không sửa được đâu. Camera hành trình Trung Quốc là hư là mua cả mới chứ không không có sửa. Ngay cả cái thằng bán camera hành trình luôn là có một số lỗi là nó đem lên là nó đổi luôn cam mới luôn chứ không sửa được nha các bạn. Hy vọng là qua cái clip này các bạn sẽ có cái sự lựa lựa chọn cho thích hợp cho mình trong cái việc mua camera hành trình để sử dụng. Thật ra nếu như bỏ ra 5 triệu mua camera đi, 5 triệu mua camera hành trình, thì nếu bản thân mình chọn mình mua con GoPro hay GoPro 7, hoặc là có 3 triệu rồi mình sẽ 3 triệu hoặc 3 triệu hơn mình sẽ mua con GoPro Hero 5, chắc chắn là sẽ mua GoPro. Còn có dưới 3 triệu thì bắt buộc phải mua những con camera hành trình Trung Quốc thôi. Nhưng mà không phải con camera hành trình Trung Quốc nên nó cũng dở đâu nha các bạn, cũng có con nó tốt lắm, như con GitUp này là trâu bò nè, SD cam xài cũng được, SD cam xài ok, nhưng mà tránh những cái lỗi đó thôi. Thằng Eken thì nó không ổn định bằng, còn SC1 LED với dòng SC thì ok đấy, SC xài ok, nhưng mà mua mua SC1 LED chống rung cũng được mà quay đêm cũng đẹp, SC2 nó quay bị nhiễu hạt. Rồi, cảm ơn các bạn. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ, và có gì thắc mắc thì bạn cứ comment ở bên dưới đi, rồi mình sẽ trả lời cho các bạn hết. Cảm ơn. Đây, GitHub. Pin trâu bò lắm nha các bạn nha.